Kính thưa quý vị, các tỉnh thành miền Bắc chịu ảnh hưởng khối không khí lạnh lệch đông kết hợp với các vùng hội tụ gió ở trên cao nên về đêm và sáng sớm có mưa kèm với đó là sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Một số các khu vực vùng núi khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có dông. Dự báo sang đến ngày mai, ngày 19, mưa sẽ có xu hướng giảm, đồng thời nhiệt độ cũng có xu hướng tăng nhẹ. Sau đó, đến khoảng ngày 20 tháng 1, một khối không khí lạnh có cường độ rất mạnh sẽ tăng cường xuống miền Bắc nước ta, gây ra một đợt mưa nhỏ, mưa rào rải rác cho các tỉnh thành Bắc Bộ, đồng thời cũng khiến cho nhiệt độ trên toàn khu vực giảm sâu từ 4 đến 6 độ mỗi ngày. Sang đến ngày thứ 3 tuần tới, nhiệt độ có thể về mức cao nhất là dưới 12 độ. Còn về đêm và sáng, nhiệt độ giảm thấp chỉ từ 8 đến 10 độ, vùng núi là từ 4 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, trời lại tiếp tục rét đậm và rét hại. Với miền Trung, các tỉnh thành khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ. Riêng khu vực Quảng Trị đến Phú Yên sẽ có nắng đan xen. Còn đối với khu vực phía Nam như là khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận phổ biến là tạnh giáo và không mưa. Sau đó, từ ngày Chủ nhật, ngày 21 tháng 1, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc tràn xuống, nên mưa nhỏ, mưa rào nhẹ cũng bắt đầu quay trở lại với các khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Lùi xuống phía Nam, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong những ngày tới tiếp tục mang thời tiết đặc trưng mùa khô nên phổ biến là ít mưa, ban ngày trời sẽ có nắng nhiều. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày 19 tháng 1. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông nam mạnh cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, với nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 21 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa, mưa rào rải rác và có dông, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, với nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, riêng khu vực Tây Bắc là từ 12 đến 15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực Hà Giang có mưa, mưa rào rải rác và có dông, gió đông nam mạnh cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, với nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, ở vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 21 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Riêng khu vực phía Nam, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Ở phía Bắc, đêm và sáng sớm trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc là từ 23 đến 26 độ, ở phía Nam là từ 25 đến 28 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 30 độ, ở phía Nam có nơi trên 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, như là ở khu vực miền Đông Nam Bộ.